Là vâng ạ, siêu thị hàng bãi B52 Audio xin mến chào tới toàn thể các bác yêu âm thanh hàng bãi trên mọi miền tổ quốc nhá. Vâng, thì đầu video em không có gì hơn, em xin chúc tới gửi lời chúc tới sức khỏe tới tất cả các quý khách hàng đã đồng hành và đã ủng hộ em bao nhiêu năm nay các bác nhá. Vâng, thì em cũng xin phép các bác là hôm nay em sẽ lên cho các bác hai đôi loa DAE các bác nhá, hai đôi loa DAE này của Đức các bác nhá. Vâng, thì cũng như tất cả các video khác thôi, tất cả những cái sản phẩm khác thôi, em sẽ review chi tiết ngoại thất và nội thất của em nó bên trong các bác nhá. Thì đầu tiên em cho các bác đi xem vào ngoại thất của em nó chi tiết tỉ mỉ các bác nhá. Thì em review sản phẩm cũng không được hay, không được văn chương, thì mong các bác thông cảm, nhưng em sẽ chi tiết cẩn thận cho anh em các bác nhá, để anh em soi chi tiết và anh em xem kỹ video giúp em các bác nhá. Vâng, thì em sẽ đi vào cho các bác xem vào cái vẻ đẹp ngoại thất của em nó các bác nhá. Thì đây hai đôi này thì em cũng báo cáo với các bác rằng là đợt vừa rồi em bán đã cháy hàng, đã hết hàng cái dòng DAE này, mà nhưng tại sao lại còn hai đôi này, các bác bảo cháy hàng sao, tại sao còn hai đôi này các bác nhá. Hai đôi này lý do là lẫn ở trong kho, em không biết, khách hàng gọi và em đã báo hết, nhưng bây giờ lọt lại hai đôi này là do lẫn ở trong kho các bác nhá. Thì mấy hôm nay em soạn ra, em thanh lý hàng thì lòi ra hai đôi này các bác nhá, lọt ra hai đôi này, anh em quay, bên em quay bán hàng 4-5 người bán thì đâm ra là lẫn ở bên trong kho không biết các bác nhá. Thì lý do lọt lại còn hai đôi này, thì em sẽ làm cái video này lại chi tiết cho anh em các bác nhá. Vâng, thì đây một chiếc này em tháo căng của nó ra, em đã giặt sạch sẽ rồi. Đấy, em chưa lắp vào lại để em để cho các bác xem bát và cái họng chép của nó to như thế nào các bác nhá. Đó, thì cái họng chép này sử dụng là chép bằng nhôm hai lớp các bác nhá. Thì cái họng chép nó to thế này thì nó sẽ tỏa ra chất âm, và nó sẽ tỏa ra chất âm cực kỳ rộng, phủ chất âm cực kỳ rộng cho anh em các bác nhá. Đó, và em căng của nó đây, thì em căng của nó thì bên ngoài là một lớp lọc bụi bên trong, và một bên trong là e căng ở đó bằng sắt rồi. Còn những bên ngoài này họ sẽ sử dụng cho bác một lớp mặt lọc bụi bên ngoài các bác nhé. Thứ tầm loa này em cũng vừa review chi tiết cho anh em, và em cũng vừa nói giá là hồi đợt vừa rồi là em bán là 12.500.000 đồng, 12.500.000 đồng cho dòng loa này các bác nhé. Và em còn hai đôi, thì các bác nào yêu thích em này, các bác xem rõ video là những cái thông số kỹ thuật của em nó, rồi các bác thích các bác gọi điện trực tiếp cho em, thì em sẽ bớt cho các bác nhá, em bớt cho các bác, em cũng nói rõ luôn là còn hai đôi này thì căng của nó là nó cũng hơi bị làm răm hơi xấu như thế này, em quay rõ chi tiết cho anh em luôn, em không úp mở gì được thì anh em mua, anh em nhá. Đây, căng của nó thì cũng hơi xấu một tí đó các bác nhá, hơi xấu một tí. Còn em bao zin bao xịn tất cả cho anh em các bác nhá, em bao zin bao xịn tất cả cho anh em luôn, không phải như em quay video thì các bác trả hàng lại cho em các bác nhá. Và logo của nó đây, nó là DAE các bác nhá, DAE đó các bác nhá, Autotech các bác nhá. Và em cho các bác đi xem vào thông số của em nó các bác nhá. Đó, thì họ sử dụng thùng cân các bác nhá, thùng cân đó, sơn là sơn sần các bác nhá, sơn sần bóng anh em nhá, sơn sần bóng anh em nhá, thùng cân đó, thùng này sâu tới 40 các bác, nhìn cực đẹp luôn, nhìn form dáng loa thì cực kỳ đẹp sắc nét cho anh em các bác nhá, nhìn cực kỳ đẹp luôn, đứng rất chi là đàn ông luôn các bác nhá. Và em cho các bác xem thông số kỹ thuật của em nó. Đấy, thông số kỹ thuật của em nó thì các bác xem cái này các bác thấy là mê mẩn luôn các bác nhá. Thì cái mã này của nó, cái model này của nó là C312 các bác nhá, C312 đó. Thì em cho các bác chi tiết luôn, để xem rõ chi tiết luôn này các bác nhá. Và ở 8 ohm đó, đây các bác nhá, ở 8 ohm là công suất của nó là 450W anh em nhé, công suất làm việc của nó 450W, và công suất mắc của nó lên tới 900W các bác nhá. Đấy, công suất mắc của nó lên tới 900W, và độ nhạy làm việc của nó nhá là lên tới 100 decibel anh em nhá, độ nhạy của nó lên tới 100 decibel. Này anh em thấy cái dòng này mà cái độ nhạy nó cực kỳ cao luôn, tiếng chép nó cho ra cực kỳ tơi và sạch tiếng các bác nhá. Và bay, quan trọng nhất là bay, độ nhạy càng cao tiếng hát càng bay anh em nhá. Em chưa từng thấy cái dòng nào mà độ nhạy của nó lên tới 100 decibel, và một độ nhạy mắc của nó lên tới 129 decibel các bác nhá, 129 decibel. Và giải tần của nó em nó xuống là 55 hertz các bác nhá, 55 hertz các bác nhá, tới 20 kHz các bác nhá. Và họ đã tính kỹ cho anh em đây là 90 x 40 đây này anh em nhá, tính là độ các anh em nhá, cái chất âm âm thanh phủ ra có như là trên và dưới 90 độ x 40 độ này các bác nhá. Đó các bác thấy chi tiết chưa, thì các bác thấy họ tính kỹ khá là kỹ lưỡng cho dòng loa này các bác nhá. Đó, để em chưa thấy dòng loa nào mà họ tính kỹ chi tiết như dòng loa này. Và độ tỏa sang hai bên cánh gà đấy, như hai bên cánh gà các bác nhá, là tới 360 nhân với 300 à nhân 630 và nhân 390 độ các bác nhá. Các bác nhìn thấy không? Các bác thấy không? Cực kỳ là cẩn thận và họ tính chi tiết cho các bác nhá. Và cân nặng của con này là 25 cân.
các bác nhá, cân nặng của con này là 25 cân một quả. 25 cân một quả các bác nhá, 25 kg một quả. Và đây là hai, đây là thông số của em nó là có hai, sử dụng hai cổng, một cổng vào và một cổng linh anh em nhá. Nếu như mà anh em là chơi là ở 4 ôm à, chợ ở 8 ôm thì có nghĩa là anh em là có một đường vào, vào đây các bác nhá. Và đường nếu này anh em mà chơi hai cặp thì đường này đường linh cho anh em các bác nhá. Đấy, 2 cộng 2 trừ và 1 cộng 1 trừ hết cho anh em, các anh em thì cái thông số kỹ thuật rõ ràng sắc nét cho anh em này các bác nhá. Đó thì em cho các bác xem chi tiết về cái ấy của em nó, có thông số kỹ thuật của em nó các bác nhá. Số đây là số series của em nó các bác nhá. Đó. Và em cho các bác xem lại cái thông số của nó, cực kỳ sắc nét luôn các bác nhá, cực kỳ chuẩn luôn cho các bác. Đấy, và cực kỳ rõ ràng cho anh em để anh em xem chi tiết. Đấy, xem anh em thấy cái tổng loa này nó như thế nào các bác nhá. Vâng, thì em sẽ cho các bác đi xem vào nội thất của em nó các bác nhá. Đó thì nội thất của em nó như tất cả các tổng loa thôi, em đã tháo sẵn ra đây rồi. Đấy, để cho anh em trưa nay em cũng mới livestream lên rồi. Đấy các bác nhá. Thì họ sử dụng là cái dòng này, họ sử dụng là củ chép của Selection anh em nhá. Chép 450 anh em nhá. Chép 450 của Selection các bác nhá. Cái mã của nó là 1745 đây anh em này. Đó các bác nhá. Đó của Selection và tem của nó đây. Tem của em nó đây các bác. Đó, tem của em nó đây. Đó, tem của em còn nguyên cho anh em đấy, tem nhập khẩu của Selection các bác nhá. Selection thì cũng các bác nhá. Đó, và họng nó thì là nó là họng nhôm hai lớp anh em nhá, họng nhôm hai lớp đấy. Họng này thì nó cực to, nó loe to như thế này, chất âm nó phủ thì các bác không phải cần nói, nó phủ ra tỏa hai bên cánh gà và lên trên và đi xa anh em nhá. Đó thì rất chi là cẩn thận cho anh em đây, rất chi là sắc nét cho anh em các bác nhá. Họng này thì ra tiếng cực kỳ sạch luôn cho anh em, hát karaoke cực kỳ bay, độ nhạy của nó lên tới 129 dB. Thì các bác bảo là có cái độ nhạy nào, có loa nào độ nhạy nó cao như vậy không các bác nhá. Và sử dụng là củ bát đây, em cho chi tiết, em review sản phẩm không hay nhưng em chi tiết cho anh em đó, để anh em xoay rõ chi tiết luôn các bác nhá. Thì cổ côn của nó đây anh em nhá, họ cũng làm lỗ thông hơi đây anh em nhá. Cơ mà những lỗ thông hơi này thì họ đã làm cái màng lọc bụi, lọc cát, không cho cát vào thì không bao giờ chơi cái dòng loa này anh em không sợ bao giờ để bị kẹt côn các bác nhá. Đấy, cát vào là dính vào côn, nó còn cọc còn kẹt đấy. Đó là cát nó dính các bác nhá. Thường thường là các bác bảo bị cọ côn đấy các bác nhá, không phải đâu, đó là bị cát vào các bác nhá. Và tất cả sử dụng là lỗ tản nhiệt cho anh em đây các bác nhá, tất cả sử dụng lỗ tản nhiệt đây. Tem của bát đây anh em nhá, tem của bát đây đấy các bác nhá. Đấy, độc quả bát này là công suất của nó 450W này anh em này, 900W là độ mắc này các bác nhá. Đó, và cái giả tần của cái quả bát này xuống tới 40Hz thì nó qua phân tần rồi anh em nhá. Đó, nó qua phân tần rồi các bác nhá. Đó thì màng bát của nó đây em cho anh em xem, màng bát của nó, màng bát của nó bằng carbon anh em nhá. Và màng bát của nó bằng carbon và gân của nó gân 26, màng cực sâu luôn cho anh em này. Anh em này, màng càng sâu thì tiếng bát càng sâu. Đấy, tiếng các bác càng uy lực các bác nhá. Đó, các bác nhìn cái viền bát này các bác biết là cái dòng xịn xò hay không rồi. Đấy, các bác nhìn cái viền bát này các bác xịn xò hay không rồi. Và bông tiêu âm của em nó thì sắp xếp khá chi là gọn gàng và cẩn thận. Anh em nhá, em sẽ bật đèn flash lên để cho anh em xem là cái phân tần của nó. Bông tiêu âm cái khoang chép ấy thì bông tiêu âm họ làm rất chi là cẩn thận cho anh em. Đó, bông tiêu âm làm rất chi là cẩn thận. Và ở đây có một cái gông củ chép là có như là vận chuyển, khi mình vận chuyển hoặc là anh em đánh cường độ cao thì rung lắc, có như thì rung lắc là có gông thì anh em không sợ bị rung lắc, là có như là để ảnh hưởng tới củ chép của các bác nhá. Dây thì cực kỳ to luôn cho anh em. Đó, dây cực kỳ to luôn các bác nhá. Và phân tần của em nó đây các bác nhá, phân tần của em nó sử dụng là hoàn toàn là phân tần của DAE. Đó, đây các bác nhá, phân tần của DAE tụ hoàn toàn tụ của hãng DAE luôn các bác nhá. Tất cả là linh kiện của DAE của Đức, không nhập của ai các bác nhá. Đó, duy nhất nhập củ chép của Selection các bác nhá. Và bông tiêu âm họ xếp sắp rất chi là gọn gàng cho anh em các bác nhá, rất chi là gọn gàng. Đấy, góc cạnh bốn gọng sắc nét các bác nhá. Thì em còn hai đôi này, lọt lại hai đôi này thì anh em nào có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho em, nhắn tin trực tiếp cho em sẽ gọi lại. Và đôi nó em cũng nói luôn, nó căng của nó hơi bị xấu rồi thì em sẽ tính giá bớt đi cho các bác nhá, bớt đi cho các bác để cho anh em tiếp cận lại được cái dòng loa này để anh em chơi các bác nhá, để cho anh em chơi các bác. Cái dòng loa này không hay, không xịn các bác trả lại cho em các bác nhá. Các bác đập vỡ mặt em luôn, các bác không hay không xịn em bao hay cho các bác 5-7 ngày mà không hay các bác gửi trả lại cho em trả tiền bác không thiếu một đồng luôn các bác nhá. Đó, vâng, thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì xem được video thì các bác xin vui lòng đăng ký kênh để theo dõi diễn biến cửa hàng của bên em. Và em cũng cảm ơn tất cả các anh em là đã mua hàng của bên em, đã ủng hộ bên em, đặt niềm tin bên em, thì nhất quát em không để cho các bác thất vọng các bác nhá. Đó, các bác nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn. Vâng, thì cuối video thì em cũng không còn gì nữa, thì em cũng chúc tất cả sức khỏe của các bác nhá. Đấy, thì em cũng cho các bác em khoe các bác, chiều nay thì em có 3 bộ dàn đi thôi, chiều nay là có 3 bộ dàn đi, em chuẩn bị lên sóng cho các bác một lô loa ETC nữa. Thì anh em nào có
theo dõi cửa hàng bên em thì vui lòng đăng ký kênh, thì em sẽ cập nhật mỗi một ngày em sẽ lên cho các bác một dòng loa để cho các bác anh em thoải mái lựa chọn trong dịp Tết Nguyên Đán này các bác nhé. Vâng, thì em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.